Kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật 17 giờ, cập nhật nhanh các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết về việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội từ năm 2020 đến hết năm 2023. Sở đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai mời 343 lượt doanh nghiệp lên kiểm tra xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tình hình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động. Kết quả các doanh nghiệp đơn vị đã khắc phục nợ với tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng trên tổng số 308 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 37%. Dù vậy, đến nay tình trạng chậm đóng nợ động bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 cho lãnh đạo và các chuyên trách của 11 trung tâm y tế huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Thạc sĩ Trần Ngọc Quang, Phó Giám đốc CDC Đồng Nai cho biết: Thời gian qua CDC đã đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các nhà máy, trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh để người dân được sử dụng nước sạch đảm bảo an toàn và tỷ lệ sử dụng nước sạch ngày một cao. Theo thống kê, hiện tỷ lệ hộ dân toàn tỉnh sử dụng nước sạch gồm hai nguồn, nước máy, nước cấp nông thôn, nước qua thiết bị lọc hộ gia đình, nước giếng khoan là gần 83%. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt. Các phương pháp kiểm tra đánh giá nhà tiêu theo hộ gia đình, cập nhật các biểu mẫu thống kê và quy định chế độ báo cáo. Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp phân hiệu miền Nam đã tổ chức thực hành huấn luyện bắn kiểm tra bài 1B cho học viên là trưởng xe, pháo thủ các kiếp xe T54, BT76, BMP1 khóa 61. Thông qua các buổi thực hành huấn luyện nhằm kiểm tra trình độ khả năng thao tác sử dụng vũ khí, khí tài trang bị trên xe, trình độ thao tác ngắm bắn, sửa bắn khi dừng xe, bắn các mục tiêu ẩn hiện và vận động rèn luyện khẩu lệnh chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các thành viên trong kiếp xe và trong toàn phân đội. Lãnh đạo nhà nước đã đánh giá cao kết quả thực hành của khóa huấn luyện. Kết quả thực hành huấn luyện 100% đạt khá giỏi, phân đội đạt giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm 2024 do ông Châu Thanh An, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Trung Thu tại huyện Đình Quán. Đoàn đã đến kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu Huê Hương tại xã Phú Lợi do bà Lộ Thị Minh Loan làm chủ. Qua kiểm tra chủ cơ sở đã cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Khu vực chế biến sản phẩm gọn gàng, sạch sẽ. Đoàn cũng đề nghị chủ cơ sở cần tách biệt khu sản xuất bánh với nhà ở, cung cấp bổ sung hồ sơ nguyên liệu đầu vào, giấy chứng nhận đủ điều kiện các loại bột mì, đường, trứng, mứt các loại cần phải ghi chép hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm vào ngày 20 tháng 9 năm 2024. Huyện Trắng Bơm vừa tổng kết hoạt động hè 2024 với chủ đề hè tình nguyện an toàn, kết nối yêu thương, vui khỏe sáng tạo trong dịp hè vừa qua. Ban chỉ đạo hè huyện và các xã thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động với nội dung đa dạng hấp dẫn, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia như phòng chống tai nạn đuối nước, nước, hội thi kể chuyện, vẽ tranh theo sách hè, liên hoan các đội tuyên truyền mang non. Hành trình về địa chỉ đỏ, các khóa học rèn luyện năng khiếu, kỹ năng sống, thể thao, hỗ trợ hướng dẫn cấp căn cứ công dân cho trẻ em. Ngoài việc tổ chức các hoạt động học tập vui chơi giải trí dịp hè cho thiếu nhi, thì việc chăm lo hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn cũng được thực hiện tốt với 2.000 phần quà trị giá 400 triệu đồng được trao tặng cho các em. Hội nghị đã phân tích những khó khăn tồn tại và chia sẻ những kết quả, cách làm hay trong hoạt động hè đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hè năm 2025. Dịp này, 15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè 2024 được Ủy ban dân huyện khen thưởng. Quý vị vừa đến với bản tin cập nhật trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.